nhỉ. Này là đi đông đông là mấy đấy. Đây là cầu treo Hà Lâu này. Đây có hai sợi cáp to được giằng bởi các dây sắt. Sắt này là sắt sắt này là sắt 10. Cầu bằng gỗ nhé. Treo mảng là cái mảng kia phải không em? Đúng rồi ạ. Mà ra hôm nay không có. Thế này treo ở cái ấy này. Vâng, chắc là treo từ từ trên đầu kia cho xuống dưới kia. Cầu này đã tất cả đều được làm bằng gỗ và được treo bởi hai sợi dây cáp này. Các dây cáp nối với mặt cầu là những thanh sắt 10. Xe máy thì vẫn đi qua bình thường nhé. Ở khu vực giữa cầu thì có một cái sợi dây cáp nối liền với bờ để tránh trường hợp mà phòng khi mưa gió to đấy, nó sẽ đảo cầu.